một công ty diệt côn trùng tại bang Carolina của Mỹ đã sẽ chi trả 2.000 đô la Mỹ tương đương với 46,4 triệu đồng cho khoảng từ 5 đến 7 hộ gia đình, cho phép họ thả 100 con rán vào nhà nhằm thử nghiệm phương pháp diệt sâu bọ mới. Được biết, công ty Pest Informer có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực diệt côn trùng, đang tìm kiếm từ 5 đến 7 hộ gia đình ở Mỹ, sẵn sàng sống cùng 100 con rán trong vòng 30 ngày. Đổi lại, họ sẽ nhận được 2.000 đô la Mỹ từ công ty. Trong 30 ngày đó, chủ nhà sẽ không được sử dụng bất kỳ biện pháp diệt rắn nào của mình. Thay vào đó, Pest Informer sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt loại côn trùng này bằng phương pháp hoàn toàn mới của họ. Công ty cũng thông tin thêm rằng chủ nhà khi ký kết hợp đồng kỳ lạ này cũng sẽ phải là người đủ từ 21 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, công ty sẽ được ghi hình trong suốt quá trình họ áp dụng phương pháp mới. Công ty cam kết trong vòng 30 ngày, nếu rán không được tiêu diệt hết bằng phương pháp mới, phía công ty sẽ sử dụng các phương thức cũ đã có hiệu quả từ trước để giúp chủ nhà diệt rán.